Wow, ăn cái vị nó còn thanh thanh chua chua cũng không có nó cả nhà. Đám đuối mê luôn. Ăn chết đi nha. Quá ngon. Ngon thế. Đúng nha. Ngon hơn chút chút. Chào ngày mới cả nhà nha. Ông mặt trời đã ăn ló sau cây mãng cầu ngay gần nhà Hana rồi, và cùng nhau đi hái mãng cầu nào. Mùa này đang là mùa mãng cầu, nhà mình ngày nào cũng được thu mãng cầu, vừa đem biếu đem tặng lại ăn nữa, đầy bổ dưỡng. Chọn những quả mãng cầu ngon nhất, sau đó mình sẽ tách vỏ bỏ hạt nha. Công đoạn sơ chế bắt đầu. Tết trời đúng rồi, trời ở dâm ăn Tết, trời dâm nhà gì đâu mà quanh năm ăn Tết. Mì cả mứt và hoa quả thì có đầy nhà. Mứt nữa. Mứt bưởi này, mứt nằm tứ hoa quả này. Sao cây bảy sớm. Đem lấy làm nước ép, đem làm mứt. Và nhà mình cũng đang tính đến việc là sẽ làm trà mãng cầu để có thể là nhâm nhi quanh năm suốt tháng nữa. Ừ, phải là ngon tuyệt luôn. Uống món nước ép mãng cầu này thì ngon bổ hơn rồi nhá. Bạn có thể cho thêm ít đường nếu bạn thích ăn ngọt. Và đây nếu mình thích làm món mứt mãng cầu để có thể ăn quanh năm thì mình có thể ướp với 8 tiếng trong đường. Nhà Hana thì dùng đường mật nè. Sau đó là mình xên cho đến khi cái hỗn hợp này nó cô đặc, mình bạn thêm phơi nắng 1 đến 2 nắng thì nó sẽ được thành phẩm vừa dẻo, vừa thơm, vừa ngọt.